Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món mì Quảng. Nhưng mà theo phong cách của miền Nam, nước nó sẽ lãng hơn chứ nó không có đặc giống như ở miền Trung nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ bỏ tôm vào luộc nha mọi người. Tôm thì sẽ rất là mau chín cho nên mình không cần luộc lâu nha. Sau khi luộc mình sẽ bóc vỏ trứng và tôm ra thành như thế này nha mọi người. Bắt đầu ướp gia vị gà nha mọi người. Đây là hành và tỏi. Bỏ hành và tỏi vô. Bỏ nước mắm vô nhé. Nước mắm là gia vị gọi là không thể thiếu của người Việt Nam đúng không mọi người? 2 muỗng nước mắm. Đây là mình đâm theo liều lượng của gia vị của khẩu vị của gia đình mình nha. Muỗng bột nêm nha mọi người. Hai muỗng đường. Mình tạm ướp như vậy xong rồi khi lúc mà nấu thì mình sẽ nêm nếm lại lần nữa nhé. Đây, một gia vị không thể thiếu đó chính là bột nghệ nha mọi người. Để cho cái màu nó sẽ đẹp hơn. Đó. Mấy bạn không biết chứ mình đứng ở đây là nghe mùi thơm lận luôn á. Phải trộn lên nha. Nhớ trộn đều nha mọi người. Đây là gia vị mình đã trộn gà xong. Mình sẽ để cái thau gà này khoảng 10 phút nha mọi người để gia vị nó có thể thấm vô một xíu. Bắt đầu mình sẽ đem đi nấu nha. Đây mình bắt đầu làm nóng chảo dầu khi hành tỏi. Để bắt đầu làm xong cái thịt gà lại nha mọi người. Mình sẽ cho gà vào nha. Gà này mình đã để khoảng 10 phút cho nó thấm rồi đó mọi người. Tức là mình sẽ bỏ gà vào xào sơ để cho nó tăng lại, để nó thấm đều gia vị hơn. Nó đã đều tăng nha mọi người. Khi xào sơ và gà đã săn được như thế này thì mình sẽ bắt đầu tắt bếp và bắt một nồi nước dùng lên để bỏ và bên chảo mì ra trên nồi nha mọi người. Đây bắt đầu mình sẽ bắt một nồi nước dùng như thế này nha mọi người. Nước dùng này á, là mình lấy nước dừa mình làm. Tại vì nước dừa thì nó sẽ giúp cho vị ngọt thanh hơn và mình sẽ hạn chế dùng đường, sẽ giúp tốt cho sức khỏe hơn. Còn nếu bạn nào á, muốn ăn mà loãng hơn thì mình có thể pha thêm nước lạnh nha. Sau khi nước đã sôi rồi á mọi người, mình bắt đầu cho gà vào nhé. Mình sẽ đổ hết gà vào. Sau đó mình sẽ để cho cái nước dừa nó thấm vô gà một chút xíu để cho nó có vị ngọt thanh. Bắt đầu có màu đẹp rồi nè mọi người. Lý do mình bỏ bột nghệ là nó sẽ ra cái màu vàng giống như thế này, sẽ y chang như cái mì Quảng luôn. Sau khi mà sôi như thế này rồi á thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm lại nha mọi người.
Nếu mà mình cảm thấy nó chưa vừa miệng mình á thì mình có thể bỏ thêm gia vị cho vừa ăn. Giống như mình thì mình cảm thấy nó hơi lạc cho nên mình sẽ bỏ thêm một tí muối. Vậy là ok rồi đó mọi người. Sau khi mà nước dùng đã sôi như thế này thì chúng ta đã có một nồi nước dùng rồi đó mọi người. Bắt đầu chúng ta sẽ múc ra tô và trang trí nhé. Rồi chúng ta sẽ bỏ bánh vào. Bánh ở đây mình cũng quấn tròn tròn nè, đẹp không mọi người? Bắt đầu mình sẽ bỏ tôm vào, trứng cút vào luôn nhé. Chế mình đã bỏ tủ lạnh rồi cho nên là nó sẽ hơi bị lạnh đồ ăn á, cho nên mình bỏ lên như vậy thì nó sẽ giúp cho làm nóng đồ ăn lại và mình sẽ ăn cho tốt cho sức khỏe hơn. Thơm quá mọi người. Đây. Mình sẽ trang trí nò lên. Đẹp nhé, đã đẹp rồi đó. Bắt đầu mình chúng ta sẽ bỏ đậu phộng vào và hoàn thành món này nhé. Trời ơi, quá đẹp rồi. Ta-da, đây chính là tô mì Quảng đã hoàn thành của mình đây. Gồm có tôm nè, trứng cút nè, thịt gà, đậu phộng, ngò, bánh đa nè. Đó, rau á thì bao gồm xà lách nè, rau lá quế nè, rau húng lủi nè, bắp chuối, giá. Đây. Chúc mọi người sẽ thành công với món mì Quảng mà Dâu hướng dẫn nha. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người có thấy hay, nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào món tiếp theo nhé.